mỏi chưa? Rồi. Mỏi rồi, mẹ cho xúc xích nha. À, thế đi vào kia ngồi ăn. Cô Tia vừa lại bê gạch chú bác xây phải không? Vâng. Mời các bạn nha. Thế là được mẹ thưởng cho hộp xúc xích à? Chào tạm biệt các bạn, bye bye.